Mình đã có mặt ở quán bánh mì bò nướng Campuchia. Nó nằm ở số 841A Lê Hồng Phong. Tiệm nằm ở gần Hồ Kỳ Hòa. Phía trước là tiệm đồng hồ Eden. Mặt tiền sạch sẽ thoáng mát. Xe bánh mì của quán. Quán đang bắt đầu dọn, bán từ khoảng 4 giờ. Xiên bò và xiên heo được nướng trong cái lòng than. Phía trên là ống khói. Còn đây là cái chỗ làm bánh mì. Bánh mì bơ người ta phết đều hai mặt, rồi người ta cũng nướng ở trong cái lòng than đó. Có luôn bánh mì bơ với lại pate nữa. Ai muốn kêu thì kêu. Trước đây mình chụp menu cho mọi người xem. Mặt tiền của quán nằm ở lầu dưới. Bây giờ tụi mình đi lên trên lầu. Ăn ở trên lầu á, thì cái không gian nó rộng hơn và nó quan trọng là sáng sủa hơn. Còn ở dưới thấy có vẻ nó hơi tối. Đây, bây giờ mình lên trên lầu rồi. Vợ đang ngồi chờ sẵn. Đây là menu của quán. Thịt bò nướng 12.000, thịt heo là 12.000, bánh mì nướng bơ 7.000, nướng bơ với pate 12.000, còn gỏi ba khía 35.000, nhưng mà mình quay ăn bên Ti Thi rồi. Trứng nướng thì 8.000. Phía trước là trung tâm tiệc cưới đồng hồ Eden. Còn cái phía xa xa bên kia thấy bản đồ nó ghi là Hồ Kỳ Hòa. Đồ ăn của mình được cái anh nướng hồi nãy đem lên. Đây, mời mọi người xem. Mình kêu trước là hai xiên bò, hai xiên heo, hai bánh mì bơ và một bánh mì bơ kèm pate. Đây là nhìn gần chút xíu. Màu sắc nướng cũng đẹp lắm. Nó có bơ tan chảy ở phía dưới. Ăn kèm ra đu đủ xanh. Rồi, mời bà xã ăn trước. Đang xem thử coi bên trong ổ bánh mì này có cái gì. Nhìn gần chút xíu. Nó là cái gì bên trong đó? Nó là bơ và pate để trong bánh mì rồi nướng qua than. Thử đi trước đi. Ok, ăn thử đi coi coi sao em. Ăn thử đi cho cái cảm nhận. Ngon không? Ok. Nhìn cận cảnh cái cây xiên bò. Màu sắc rất đẹp. Thơm lắm mọi người. Cái này là bánh mì bơ. Được cái bánh mì bơ này nó làm cái bơ ngon lắm. Hồi nãy là mình kêu là hai cây bò, hai cây heo. Bây giờ kêu thêm hai cây bò và một cây heo nữa. Đủ đủ. Đây là nhìn cận cảnh cái cây bò. Còn bánh mì bơ của nó. Thử một miếng nè, xin phép mọi người. Rất ngon. Tổng thiệt hại chiều nay có hai đứa mình là 169.000. Trong đó có kèm là mua về vài xiên với lại một ổ bánh mì cho ông anh. No say. Hợp túi tiền đó mọi người, cái này đúng là ăn chơi mà no luôn. Đây là cái hộp mua về cho ông anh. Vài xiên với lại một ổ bánh mì bơ. Bà xã đang kiểm tra là thiệt hại. Tiệm có một chi nhánh ở bên Cống Quỳnh nữa. Bây giờ là người ta phân làm đôi ra, người ta đem đồ ăn qua bên đó người ta nướng. Còn chi nhánh chính là bên 841A Lê Hồng Phong nữa. Nói chung rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại ở cái lần sau.